Đây là mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái máy 3 kW này. Đầu tiên các bạn phải mua dầu và mua dầu máy đổ đi nhé. Dầu xe máy và dầu ô tô đều được, nó dung tích tầm 0,7. Xong bắt đổ xăng. Đây là công tắc tắt bật máy phát này. Đây là công tắc điện ra này, điện ra thì nó có điện nhé. Bên đầu hai đầu này nó có điện, đầu đèn cắm điện ra này. Đây là bên đây là một cái khóa xăng này. Đấy. Đây là ký hiệu luôn này. Kéo xuống là on, sang ngang là off. Đấy. Đây là năng mình em mở nhá. Và đây là có một cái ký hiệu này, le này, gạt le này, gạt lên này để lỗ nhá, để dập lỗ quên đấy. Khi mà các đây gạt sang này các bạn dập lỗ, khi lỗ trong các bạn lại gạt về nhá. Bên này mình thử luôn này. Đầu tiên các bạn bật công tắc lên này, đấy, on lên này, gạt le này, dập lỗ này, đấy, lỗ này, đang gạt le này. Ok chưa? Nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đóng điện lên này, có điện.